Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình chung coi Apple TV đây. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Đây những anh em nào mà hôm trước hỏi mình 12 Pro, những anh em nào hôm trước hỏi mình 12 thường, 13 Pro mà toàn là hàng zin áp mọi người ok chưa ạ? Mà là toàn là hàng zin áp thôi. Thực sự hôm nay mình về được cũng uh, khoảng tầm là 60 cây anh em nhé. Cũng tầm khoảng 60 cây là 12 riêng chủ yếu là 12 12 Pro. 12 Pro và 13 Pro đấy còn những mã kia thì mình vẫn đang có sẵn hết cho tất cả anh em thế thì hôm nay mình sẽ không đây mình sẽ không uh, giới thiệu lâu ở này mình tí nữa mình sẽ vào video luôn cho anh em nhé và tất cả những anh em hôm qua anh em nào mà chơi mini game mà đoán chúng là con 85 ấy mọi người là số 85 ấy thì mọi người chủ động nhắn tin qua Zalo qua số điện thoại của mình giúp mình nhá. Đấy thì để uh, uh, mai gửi cho mình địa chỉ và mình sẽ gửi qua cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh em rất chia là nhiều. Cảm ơn mọi người. Đấy, chúc mọi người một tháng mới uh, may mắn mạnh khỏe nhá. Một tháng cuối cùng của năm rồi đúng không? Đấy nhưng mà tính tiết âm thì là còn nốt tháng nữa thôi là đến Tết rồi. tầm vài tháng sau là Tết rồi đấy anh em ạ. Thế thì mọi người tranh thủ mua máy đi. Thực sự là đến Tết thì giá lúc nào nó cũng cao hơn. Bởi vì sao? Họ biết chắc chắn tâm lý là anh em sẽ mua mọi là cái nhu cầu của mọi người mua hàng gần tết là có điện thoại mới mà là sẽ gia tăng nên là họ sẽ bán giá cao hơn và giá cao hơn thì là đầu buôn nó cũng cao hơn nên là chắc chắn là anh em cửa hàng hoặc là bọn bọn mình nhập nhập về nhập về cũng cao hơn nên là chắc chắn là mọi người mua sẽ giá cao hơn rồi đấy thì hôm nay đây mình có một ít hàng nhá mình lên luôn cho anh em này không phải giới thiệu lộ nhá đấy thì những anh em nào mua hàng bên mình rồi thì sẽ biết mình có hai hình thức mua hàng hình thức thứ nhất mọi người cọc cho mình một hai ba trăm k tùy vào mỗi đơn hàng tùy vào giá trị của đơn hàng nhá hình thức thứ hai là mọi người chuyển khoản hết thì bên mình sẽ bao ship Uh, cho tất cả anh em. Đấy thì uh, bên mình thì bảo hành 3 tháng tất cả mọi người nhá. Đấy có vấn đề gì mọi người cứ liên hệ lại mình hoặc là có thắc mắc đâu cứ liên hệ thắc mắc mình, mình sẽ giải quyết hết cho mọi người. Cảm ơn anh em. Đấy thì hôm nay đây, đầu tiên này, mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB em nhá. Máy quốc tế full chức năng, mình cam kết cho anh em là main zin, màn zin. Mọi người ok chưa ạ? Không zin thì sao ạ? Không zin thì anh em uh, tặng máy Anh em nhá Không zin thì tặng máy mà cộng thêm cho anh em 10 củ Đấy, như con này, hiện tại con này đang hết pin rồi Đấy, 64GB Để luôn cho anh em giá là 6 triệu 6 Mọi người ok chưa ạ? 12 thường máy quốc tế full chức năng không zin tặng máy 6 triệu 600 nghìn đồng nhá 6 triệu 600 nghìn đồng Nhìn như con này pin kém nhá Như con này sẽ pin kém đấy 6 triệu 6 thôi không biết phải pin kém pin tám này nói chung đang hết pin nhá thì mình sẽ xem lại đấy còn anh em nào yêu thích thì cứ nhắn tin cho mình tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone 8 plus anh em nhá máy quốc tế full chức năng full fake id con này 8 plus màu gold này con này thì mình báo luôn tình trạng là con này mình vừa thu lại của khách đây trước cũng mua của nhà mình đây này đấy vẫn nguyên tem này mình còn chưa có bóc nữa. nên là máy riêng đã máy mua của nhà mình nhá vẫn còn nguyên tem nhá mình thu luôn không phải kiểm tra đấy đọc mọi reset thôi chưa lại kiểm tra lại này đấy nên nói chung là anh em những tí nữa con lại anh em nào mà mua con này nhá hoặc là tham khảo con này nhá mình sẽ reset và test lại cho anh em một lần nữa mọi người ok chưa đấy con này mình đang để cho mọi người hôm nay giá là 3 triệu bốn trăm nghìn đồng nhá ba triệu bốn trăm nghìn đồng còn đây một con iphone 8 plus màu đen đây màu đen 64 GB 100 con vàng cũng 100 trăm đấy anh em nhá đấy, máy quốc tế phun chức năng không lỗi làm gì 3 triệu 3 và một con này là 3 triệu 400 nghìn đồng anh em nhá tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X X256GB máy quốc tế full chức năng pin 100% Con này X256GB màu đen nha anh em nhá X thường 256 g màu đen pin 100% 4 triệu bao nhiêu? Ạ? 4 triệu 450 000 anh em nhá. iPhone X bản 256 g anh em nhá, không phải 64 đâu ạ. X256 g pin 100% máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì bảo hành 3 tháng 4 triệu 450 000 cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 128 g Đấy, màn thì cũng vừa vừa mà pin thì cũng ok. Đấy, màn thì là 6.1 thôi anh em nhé nhưng nói chung cầm rất chi là vừa tay. Đây, một con iPhone 11 128 g Máy quốc tế full chức năng full fake ID pin 100% anh em nhé con này mình để cho anh em giá là 6 triệu bao nhiêu 6 triệu 500 nghìn đồng em nhá 6 triệu 500 nghìn đồng thôi ạ 6 triệu 5 Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS XS 64GB máy quốc tế full chức năng pin 100% Con này máy màu màu trắng em nhá Con này máy màu trắng máy quốc tế full chức năng pin thay mới 100% rồi Con này em đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu XS 64GB Em ok chưa XS 64GB để cho anh em với giá là 4 triệu bao nhiêu ạ 4 triệu 600 nghìn đồng anh em nhé iPhone XS 4 triệu 600 nghìn đồng Máy quốc tế full chức năng cộng bảo hành luôn vào phụ kiện nha Không lên phụ kiện thì mình đã trừ tiền cho tất cả người Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max 512GB Máy quốc tế Zin Full Zin App 7 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em nha XS Max 256GB máy, à 512GB em nha. XS Max 512GB dung lượng cao nhất của XS Max luôn Dung lượng siêu cao luôn Máy quốc tế lại còn Zin Full Zin App Pin 95% 7 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone 13 128 gb pin 82% máy quốc tế zin zin áp luôn em nhá con này hôm nay bán luôn cho anh em giá 9 triệu 500 nghìn đồng zin áp 9 triệu 500 nghìn đồng hòa rồi anh em nhá không lãi gì nào luôn 9 triệu 500 nghìn đồng anh em đã có iphone 13 128 gb hàng zin full zin áp Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 128 GB, máy quốc tế full chức năng pin 100. Con này thì mình báo luôn là sẽ thay pin mới 100% cho anh em nữa, tại vì con này chưa thay đâu. Sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn. Đấy con này để cho anh em giá là 7 triệu cả thay pin nhá. Và đây, một con iPhone X Max mình báo luôn này. iPhone X Max máy quốc tế full chức năng. Đấy con này à khai sim mình vừa test mình vẫn còn kia. Khai sim vừa test thì mình vẫn còn kia anh em yên tâm nhá. Đấy mình vừa test xong. Đấy, thì con này mình để cho anh em với giá là con này mình báo luôn là con này là màn đã thay màn anh em nhé con này thay màn luôn thì con này để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ iPhone X Max thay màn giá là 4 triệu thay màn này 4 triệu 400 nghìn đồng anh em nhé máy quốc tế full chức năng pin 8x 4 triệu 400 nghìn đồng này tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 11 Pro bản 512 gb máy quốc tế full chức năng full face pin 100% Đấy, không lỗi làm gì bảo hành 3 tháng luôn đây iPhone 11 Pro máy quốc tế nhỏ gọn luôn anh em nhá mà lại bán 512 gb anh em ok chưa con này mình để cho anh em giá là 7 triệu 300 000 đồng nhá bằng XS Max 512 anh em có thể hai sự lựa chọn này tiếp theo là mình lên cho anh em một con gì đây ạ một con iPhone 11 Pro máy quốc tế full chức năng 64GB pin 100% mình báo luôn là pin là mình sẽ đã thay rồi nhá pin đã thay pin mới rồi 6 triệu 800 000 đồng cho tất cả anh em nhá iPhone 11 Pro 64GB Máy quốc tế full chức năng full fake ID nhé Đấy, Pin thay mới À pin này pin 80 chưa thay Cả thay pin mới là 6 triệu 8 nhé Còn không thay pin là 6 triệu 6 cho anh em thôi Anh em nhé 6 triệu 6 Tiếp theo là mình lên cho anh em Máy gì đấy ạ Hai con 11 Pro Anh em nhé Đây mọi người đợi em một chút Hai con 11 Pro đều là 60 Đều là 64GB nha mọi người Máy quốc tế full chức năng full fake ID Đấy con này thì hai con này mình báo luôn là main zin, màn zin, vỏ zin nhưng mà hai con này đều pin kẹp đây, màn zin này. Nói chung là màn zin thì nó sẽ đây nó sẽ thỉnh thoảng có okay, cái xước lông mèo thôi. Xước lông mèo thôi, nhưng nói chung là không vấn đề gì thực sự luôn. Đấy, hai con này đều là 10 Pro bản 64 GB em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Đấy hai con này để cho anh em với giá là sáu uh, 6 triệu bao nhiêu ạ? hai con này thì để cho anh em giá là 6 triệu 500 000 đồng nhé 6 triệu 500 000 đồng chưa thay pin Mọi người ok chưa 6 triệu 500 000 đồng là chưa thay pin em nhé 11 Pro 64GB Đấy hiện tại hai con này là đang còn zin áp Anh em nhé Hiện tại hai con này đang là zin áp Đấy chưa thay pin thôi Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro bản 256 g Đấy, con này thì mình báo luôn tình trạng là đã thay màn GX anh em nhá. 11 Pro bản 256 g máy quốc tế full chức năng full fake ID bản 256 g nhá, 6 triệu anh em nhá. Như nó là 256 màn GX luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 ạ. iPhone 12 bản 256 gb zin full zin app, không zin tặng máy cộng thêm chục cú anh em nhá. Không zin tặng máy cộng thêm 10 triệu cho anh em đây. 7 triệu 600 000 đồng cho anh em nhá. Một con iPhone 12 bản 256 ghi bản siêu cao rồi Đấy, máy quốc tế full chức năng full fake ID Hàng zin app thì anh em không phải phờ lo Anh em nhá, anh em nào mà chưa yên tâm thì có thể về check track hay kiểm tra thoải mái anh em nhá Không vấn đề gì đâu ạ à. 12 256 ghi zin app 7 triệu 600 nghìn đồng cho tất cả anh em Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 nữa cho nó hết 12 đi đúng không iPhone 12 128 ghi con này cũng zin app hình thức đẹp luôn Đấy, Nói chung là vỏ zin màn zin Đấy, zin hết app kháng đét luôn bó thì nói chung là không có cấn móc quá sâu đây thì có phải một tí đây thôi Đấy con này mình để cho anh em ra là 7 triệu ba nhé 7 triệu ba iPhone 12 bán 128 gb toàn hàng mới về luôn mới tinh 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 luôn anh em nhé đây 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 hàng hot của anh em đây hàng hot là luật của anh em đây tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 Pro bản 256 gb pin 8x anh em có pin trong máy là 87 này có thể trên máy tính là pin bao chuẩn là có thể cao hơn nhá con này hàng zin full zin áp anh em nhé ồ oh, chết rồi đây này anh em ạ nó trong cái quá trình vận chuyển nhé nứt một tí thì ti ở đây thôi nứt một tí thì ti ở góc lưng này thôi nhá anh em nhá để luôn cho anh em với giá là bao nhiêu nói chung hàng zin full zin áp mà đấy kính thì có một cái vết xước này để luôn cho anh em với giá là đây lại còn nứt một tí lưng nhá để luôn cho anh em giá là bao nhiêu mười hai triệu bao nhiêu mười hai triệu tám trăm nghìn đồng được không anh em 12 triệu 800 nghìn đồng Anh em đã có 13 Pro nhá Máy màu xanh nhá Lại bản 256GB nhá Pin cực kỳ là ok Đấy lại còn máy màu xanh nhá, viền cực kỳ đẹp. Mình nói chung nói luôn cho anh em là viền con này đẹp dã man luôn anh em nhá. Đẹp dã man luôn anh em ạ. Đây. 12 triệu 8 nhá. Duy nhất hôm nay ngày mùng 2 tháng mới 12 triệu 800 000 đồng Anh em nó có 13 Pro bán 256 GB máy quốc tế, không zin đập máy đi anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 13 Pro bản 128 GB. Con này cũng zin full zin áp mà máy màu vàng gold này, anh em nhá. Con này thì mình báo luôn là zin full zin áp máy màu vàng gold. Đấy, con này thì anh em miễn chê rồi. Thực sự với anh em con này đẹp dã man luôn. Anh em không thể chê đâu được nhé. Nói chung là vỏ zin như này theo mình đánh giá là quá là ok rồi. Mình không không thì đòi hỏi hơn được anh em nhé. Pin zin trong máy đang là 87%. Máy quốc tế full chức năng full fake đi. Con này đây, hình thức đây, hình thức thì ok anh em nhé. Đây, hình thức thì cũng ok đấy. Đây, không cấn không móp đây. Đấy, mà nó lại còn zin áp nhá, pin 87 để luôn cho anh em giá là 12 triệu 200 000 đồng 12 triệu 200 000 đồng cho tất cả anh em Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Bản 256GB Máy quốc tế zin full zin áp Anh em nhá Bản 256GB zin full zin áp Máy màu xanh cực kỳ đẹp, đẹp dã man con con ngan luôn Anh em nhá Con này mình để cho anh em giá là 9 triệu 500 000 đồng 9 triệu 500 000 đồng ạ 12 Pro bản 256 Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro bản 128 nhá. Máy quốc tế zin full chức năng. Con này thì để cho anh em với giá là 8 triệu zin full chức năng zin áp luôn anh em nhé Máy màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Main zin, màn zin, vỏ zin. Hiện tại là con này đang uh, hết pin. Mình không thể uh, đi, 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 đi 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 bật lên cho anh em xem được. Nhá. nhưng mà con này mình đã kiểm tra là zin full zin áp anh em nhé, Zin cả áp luôn. Mọi người ok chưa Con này mình đang để cho mọi người với giá là 8 triệu mới ạ iPhone 12 Pro màu xanh hàng Zinap 8 triệu 600 nghìn đồng anh em nhá 8 triệu 6 thôi tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max máy quốc tế full chức năng bản 256 g pin zin 88% máy không lỗi lầm gì anh em nhá không một lỗi lầm gì luôn con này em đang để cho mọi người với giá là 9 triệu 200 nghìn đồng cho các anh em và đây một con iPhone 11 Pro Max nữa Con này bản 64GB Máy quốc tế full chức năng Full fake ID Anh em nhá Con này em đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ Con này em đang để cho mọi người với giá là 8 triệu 800 nghìn đồng Anh em nhá 8 triệu 800 nghìn đồng Mà không hôm nay để cho anh em giá là Thôi rồi để cho anh em ra 8 triệu 8 thì vẫn tặng kèm phụ kiện là sạc nhanh cho anh em luôn nhá Đấy 8 triệu 8 Máy quốc tế full chức năng pin zin 95 luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 256GB Máy quốc tế full chức năng pin 82.83% Con này vỏ đẹp tầm 99% Anh em nhá Đấy, main zin, màn zin, pin zin Con này để cho anh em giá là 6 triệu 900 000 đồng cho tất cả người này 6 triệu 9 này Và đây, một con iPhone XS Max 64GB cái email của nó đẹp dã man luôn 7 con 8 anh em nhé Email đẹp dã man là 7 con 8 luôn Máy quốc tế full chức năng pin 90% Đấy pin zin cho máy nhá con này mình để cho anh em hôm nay giá là 6 triệu 200 nghìn đồng XS Max 64GB Máy ok, máy đẹp luôn nhá Benzin 90, 6 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả nhau Và tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max 64GB Máy quốc tế full chức năng full fake ID Con này mình pin trong máy là 80 Pin trong bao u là 84 Cũng 6 triệu 2 cho anh em nhá Nhưng con này màu gold, con kia là màu đen Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR 64GB Máy quốc tế full chức năng pin 100 Không lỗi làm gì nhá anh em nhá Con này mình để cho anh em mọi người với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng em nhé 4 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả anh em XG 64G Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 uh, 11 thường <laughs> Máy quốc tế full chức năng pin 100% con này mình đã test ok nhá pin thay mới để cho mọi người với giá là 6 triệu 150 nghìn Và đây, một con cuối cùng của anh em đây Thực sự là con này màu vàng <laughs> Mình nhìn thì nó thấy hơi hơi chói chói anh em thấy thế nào đúng không con này để cho anh em giá là 6 triệu không trăm năm mươi nhé iphone 11 thường màu vàng máy quốc tế full chức năng pin một trăm một không lỗi lầm gì đã test rất kỹ anh em nhé anh em về có lắp sim mà dùng thôi chỉ có lắp sim mà dùng thôi iphone 11 này nhá 64 mươi thôi 6 triệu không trăm năm nghìn đấy thì hôm nay em có một số kèo đi lên cho tất cả anh em nhé thì đây mọi người ơi mọi người này. thực sự mọi người nhá còn rất chi là nhiều máy luôn mình còn vẫn còn nhiều máy lắm đây này, còn đây này còn cả đây này đấy còn cả một thùng ngoài nữa cơ thì anh em nào mà ưng ừ, kiểu nào hay là kết kiểu nào cứ nhắn tin nó gọi điện trực tiếp cho mình nha mình sẽ tư vấn mọi người kỹ hơn đấy thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình chúc mọi người xem video của mình một buổi tối vui vẻ nhé xin chào hẹn gặp lại mọi người về video ngày hôm sau à tí hẹn gặp lại mọi người trên like nhé đấy tí mình sẽ like nói chuyện của mọi người cảm ơn anh em